Tập 78. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải. Chịu không được khảo nghiệm, chịu không được rèn luyện thì vẫn phải lăn lộn trong luân hồi lục đạo, không biết bao giờ mới ra khỏi được. Dù Phật Pháp có thông đạt đến đâu, giảng có lưu loát đến đâu, cũng vô dụng. Trước đây Thầy Lý thường nói với chúng tôi, chúng ta sanh tử như thế nào, vẫn là sanh tử như thế đó. Chính là nói chúng ta cũng phải lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo không có gì khác, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, vẫn làm những chuyện này. Chúng ta chưa buông bỏ. Điều này nói rõ, buông bỏ được mới là công phu chân chánh. Không còn tính toán đối nhân, đối vật, đối sự, quyết định sẽ không khởi niệm, khống chế, chiếm hữu. Điều này rất quan trọng. Quyết định sẽ không đối lập với tất cả nhân, sự, vật. Tâm tịnh tức Phật tịnh độ. Câu này xưa nay chư vị tổ sư trong khi giảng dạy, chú giải, dẫn chứng rất nhiều. Cho nên chúng ta đối với câu này rất quen thuộc. Chúng ta biết nhưng không làm được. Vì tâm chúng ta không thanh tịnh, nên hoàn cảnh cư trú của chúng ta cũng không thanh tịnh. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì hoàn cảnh cư trú của chúng ta hiện nay sẽ thanh tịnh. Ta cần phải có tín tâm, phải khẳng định cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh. Cũng chính là nói tướng tùy ý niệm của chúng ta mà đang chuyển biến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nhất ở đây chính là tâm. Nhất thiết chính là tất cả pháp. Tất cả pháp từ đâu đến? Từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp không rời nhất tâm. Nhất tâm hiện tất cả pháp. Đây là diệu chỉ của Hoa Nghiêm. Huyền là huyền diệu. Chúng ta tu học, bất luận tu pháp môn nào, thì đó là phương pháp, là con đường. Tu điều gì? Tu tâm thanh tịnh. Chúng ta sẽ thật sự hiểu chúng ta tu là gì. Tâm thanh tịnh hiện tiền là vô lượng công đức. Tâm người thanh tịnh, thân đương nhiên thanh tịnh, thân tâm mạnh khỏe, không có bất cứ bệnh gì. Hôm nay chúng ta niệm Phật, nhưng tại sao không tương ưng? Chính là tâm chúng ta không chân thành. Mặt trái của chân thành là hư ngụy. Mặt trái của thanh tịnh là ô nhiễm. Mặt trái của bình đẳng là ngạo mạn. Mặt trái của từ bi là tự tư. Mặt trái của chánh giác là mê hoặc, hồ đồ. Chúng ta dùng tâm như vậy nên nó không tương ưng. Niệm Phật làm sao niệm tốt được? Vấn đề là ở đây. Nên thế giới cực lạc như thật an trú, chúng ta bây giờ cần phải học. Đây chính là tam bối vãng sanh.
bất luận là thượng trung hạ tam bối hay là nhất tâm tam bối, đều dạy chúng ta phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này chúng ta phải làm được. Phát bồ đề tâm chính là như thật an trú, đem chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi an trú trong tam nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Như vậy là sao? Chúng ta đã thật sự hạ quyết tâm muốn cầu sanh tịnh độ. Chúng ta không muốn trôi lăn trong lục đạo luân hồi nữa. Lần sau đến thế giới này là vì nguyện lực mà đến, không phải thân nghiệp báo. Giống như chư Phật Bồ Tát ứng hóa để đến thế gian này, chúng ta dùng câu đơn giản hơn để nói, đó là hằng thuận chúng sanh, nhất định không bị chúng sanh làm ảnh hưởng. Năng lực này quá tuyệt. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta rất nhiều phiền não, rất nhiều ưu tư. Tại sao? Vì chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng, đặc biệt là hoàn cảnh nhân sự. Trong cảnh duyên, chỉ một dao động vi tế, tâm chúng ta đã bất an. Đây là phàm phu. Tâm tùy cảnh mà chuyển. Chúng ta bị hoàn cảnh xoay chuyển, chúng ta bị hoàn cảnh khống chế, hoàn cảnh nhân sự khống chế chúng ta, hoàn cảnh vật chất cũng khống chế chúng ta, hoàn cảnh tự nhiên cũng khống chế chúng ta. Không phải chính là như vậy sao? Khổ không nói hết. Điều này là thật sao? Không, là giả. Vì sao? Trong kinh điển Đức Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nó làm sao mà ảnh hưởng ta được? Không phải cảnh bên ngoài ảnh hưởng chúng ta, mà là do vọng niệm của chúng ta. Vọng niệm phân biệt chấp trước ảnh hưởng thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta, chính là đạo lý này. Thực tế nói thì bên ngoài không ảnh hưởng. Bên ngoài thật sự có thể ảnh hưởng thì chư Phật Bồ Tát đều bị ảnh hưởng mới đúng. Vì sao các ngài có thể không bị ảnh hưởng? Chúng ta bị ảnh hưởng không? Sở dĩ các ngài không bị ảnh hưởng, vì họ đã hoàn toàn thấu triệt thật tướng các pháp. Từ nhất thể khởi nhị dụng thị tam biến, đây chính là thấu đáo triệt để thật tướng các pháp. Thấu triệt rồi thì sao? Thấu triệt thì sẽ buông bỏ. Chúng ta ngày nay đã học Đại Thừa Giáo, cũng có thể nói ra được. Ở chỗ chúng ta cũng nói qua nhiều lần, chúng ta đây không phải là chân trí tuệ. Chúng ta là nghe nói, nghe chư Phật Bồ Tát nói, chứ không phải cảnh giới của chính mình. Cho nên ngộ ở đây là giải ngộ, không phải là chứng ngộ. Chứng ngộ mới có kết quả, sẽ không bị ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta đã biết là giải ngộ, không phải thân chứng, mà sự chứng đắc của chư Phật Bồ Tát nói ra để chúng ta nghe, và hình như tôi cũng đã hiểu.
tôi cũng có thể nói ra, nói cũng gần như chư Phật Bồ Tát, nói không sai. Nhưng chúng ta vẫn như vậy, vẫn bị ảnh hưởng. Như vậy là sao? Nếu là trước đây thì chuyên gia đại sư sẽ nói chúng ta chưa buông bỏ. Nếu thật sự đã buông bỏ thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng mà được đại tự tại. Đó mới gọi là chân ngộ. Nếu buông bỏ được gọi là chứng ngộ. Đã biết chưa buông bỏ là giải ngộ. Tính giải hành chứng. Ta đang giải. Chúng ta phải thông qua hành. Hành là gì? Là trải qua việc luyện tâm. Người nào cũng đều phải tiếp xúc. Chúng ta không tiếp xúc, lỡ có người ở hoàn cảnh đó làm chướng ngại ta, thì ta sẽ không thể khai ngộ. Tiếp xúc để làm gì? Rèn luyện, trải qua việc luyện tâm. Không có trải qua rèn luyện, chúng ta làm sao có thể chứng quả? Cho nên phải hành. Hành là thật sự làm. Thật sự làm chính là thật sự tiếp nhận rèn luyện. Tiếp nhận rèn luyện của người, tiếp nhận rèn luyện của sự việc, tiếp nhận rèn luyện của vạn vật. Giống như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học ở trong Kinh Hoa Nghiêm, tiếp nhận rèn luyện của 53 vị thiện tri thức. Chịu không được khảo nghiệm, chịu không được rèn luyện thì vẫn phải lăn lộn trong luân hồi lục đạo. Không biết bao giờ mới ra khỏi được. Dù Phật Pháp có thông đạt đến đâu, giảng có lưu loát đến đâu, cũng vô dụng. Trước đây Thầy Lý thường nói với chúng tôi, chúng ta sanh tử như thế nào, vẫn là sanh tử như thế đó. Chính là nói chúng ta cũng phải lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo không có gì khác, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, vẫn làm những chuyện này. Chúng ta chưa buông bỏ. Điều này nói rõ, buông bỏ được mới là công phu chân chánh. Không còn tính toán đối nhân, đối vật, đối sự. Quyết định sẽ không khởi niệm, khống chế, chiếm hữu. Điều này rất quan trọng. Quyết định sẽ không đối lập với tất cả nhân, sự, vật. Vì sao? Biến pháp giới, hư không giới với chính mình là nhất thể. Nhất thể thì làm sao đối lập? Người xưa dùng răng và lưỡi làm ví dụ. Răng và lưỡi có thể đối lập chăng? Răng cắn trúng lưỡi, làm lưỡi chảy máu, lưỡi có cần báo thù không? Nó sẽ không báo thù. Vì sao? Vì nó không đối lập. Nó là nhất thể. Hiển nhất thể, khởi nhị dụng. Nhị dụng là y chánh trang nghiêm và duyên khởi của sanh mạng vũ trụ. Nó sanh ra từ đây và trở về với nhất thể. Học Phật không có gì khác, học Phật để biết trở về với nhất thể. Thật sự đã trở về nhất thể thì gọi là thành Phật. Cái gọi là thanh tịnh. Thân, tạo tác của thân, ngôn ngữ của miệng, ý niệm của ý, đây gọi là ba nghiệp. Ly nhất thiết ác hành. Không có hành vi ác. Tiêu chuẩn của ác này là mặt trái với thập thiện, tức thập ác. Như vậy chúng ta sẽ hiểu. Thân lìa sát đạo dâm. Khẩu lìa vọng nghiệp ỷ ngữ ác khẩu.
ý niệm lìa tham sân si, tức không tham, không sân, không si. Như vậy gọi là tu thập thiện. Người tu thập thiện chân chánh chính là Bồ Tát. Còn ác hạnh là loại phiền não thứ hai. Phiền não thông thường chỉ kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Kiến tư phiền não trong Hoa Nghiêm gọi là chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt. Do đó tất cả pháp trong thế xuất thế gian không còn chấp trước. Không còn chấp trước, tâm chúng ta được thanh tịnh. Tâm vì sao không thanh tịnh? Vì lìa không được chấp trước. Tâm vì sao không bình đẳng? Do không lìa được phân biệt. Chúng ta đều biết, buông bỏ chấp trước, tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Buông bỏ phân biệt, tâm bình đẳng sẽ hiện tiền. Chúng ta cần phải ở chỗ này nỗ lực, không nên chấp trước quá đáng. Bất cứ việc gì có thể bỏ qua được thì rất tốt. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc và đối nhân xử thế tiếp vật, đạt tới một tiêu chuẩn. Nên người xưa nói lễ tiết. Cái gì là lễ? Có tiết độ, có tiêu chuẩn. Đạt đến tiêu chuẩn này là được, không nên vượt qua, cũng không nên không đạt được. Như vậy là tốt. Ở chỗ này, công việc, tiếp vật, đối nhân xử thế trong sinh hoạt phải học tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Cũng chính là nói cố gắng buông bỏ phân biệt chấp trước. Cái sau cùng là giảng về cấu nhiễm. Cấu nhiễm ở đây gọi là nhiễm ô. Nhiễm ô chỉ điều gì? Phải làm nhạc thất tình lục dục. Thế giới này của chúng ta gọi là uế độ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc gọi là tịnh độ. Tịnh độ chính là không có nhiễm ô. Trong nhiễm ô, quan trọng nhất là tình chấp. Rất nặng nề. Tham sân si mạng là nhiễm ô. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, những thứ này nhiễm ô tự tánh. Cho nên nhất định phải lìa bỏ nó. Tham huyền ký vân, tam nghiệp vô quá vân thanh tịnh. Tam nghiệp là thân khẩu ý. Bên dưới nói cái vị thân khẩu ý tam nghiệp giai vô quá thất giả. Đây là Bồ Tát. Địa vị thấp nhất là A-la-hán. A-la-hán đã làm được hữu thanh tịnh độ, chỉ tịnh độ, thân thanh tịnh, chỉ thân Phật. Người thanh tịnh chỉ Như Lai. Đây là giảng về thanh tịnh.
Tiêu chuẩn chính là tam nghiệp không sai lầm. Tam nghiệp không sai lầm là người. Người này là ai? Người này là Phật. Thân thanh tịnh là thân Phật. Phật ở đây, Thiên Thai Đại Sư giảng có 6 loại Phật. Lý tức Phật, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh bản lai là Phật. Rất gần với cách nói của người xưa, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh người vốn thiện. Đây là tự tánh. Biến thành bất thiện là tập tánh, không phải bản tánh của chúng ta. Nên Phật Bồ Tát nhìn người, tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh. Vì sao? Vì các ngài nhìn bản tánh của con người, chứ không nhìn tập tánh. Vì sao? Vì bản tánh mới là thật, vĩnh hằng không thay đổi. Chúng ta hiện tại tuy bất thiện, bất thiện tương lai sẽ trở thành thiện. Vì sao chúng ta bất thiện? Vì ta mê, sẽ có ngày ta giác ngộ. Giác ngộ rồi thì những bất thiện đều buông bỏ hết. Nên thiện là thật, bất thiện là giả. Như chúng ta thấy một người, người rất tốt, người tốt, uống rượu say rồi quậy phá. Chúng ta biết người này rất tốt, nên khi tỉnh rượu là không còn việc gì nữa. Hà tất phải tính toán. Ngày nay chúng ta thấy người tạo tội nghiệp sâu nặng, cũng không nên để trong tâm. Giống như chúng ta thấy người rất tốt vậy, Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh làm ác này đều dùng cách này. Cho nên các ngài luôn luôn từ bi, không đem những người ác, việc ác, hành vi ác này bỏ trong tâm. Tuyệt đối không có. Nếu các ngài để trong tâm thì tâm họ sẽ bị nhiễm ô. Chỉ có người mê muội tự tánh mới đem sai lầm của người khác để trong tâm của mình. Thật không đáng. Chính mình làm sao? Tâm chính mình là lương thiện, biến thành trùng rác của người khác. Quý vị nói như vậy thông minh chăng? Lương tâm, thiện tâm của chính mình lại đem bỏ rác của người khác, bỏ nhiễm ô của người khác, như vậy là sai. Chúng ta học Phật, phải học Đức Phật nhìn chúng sanh như thế nào. Phật nhãn nhìn tất cả chúng sanh toàn là Phật, nhìn mọi việc đều là việc tốt. Người người đều là người tốt, việc việc đều là việc lành. Làm ác cũng là việc tốt. Vì sao? Vì tốt xấu hai nhị biên đều không thể được. Có Pháp Thân Bồ Tát nào không nhập bất nhị Pháp môn? Nhập bất nhị Pháp môn, nhị biên đều đã rời. Trung đạo cũng không có. Tâm thanh tịnh chân chánh hiện tiền. Vì vậy, trên A-la-hán thì tam nghiệp đều đã thanh tịnh. Càng hướng lên trên thì trình độ thanh tịnh càng sâu. Nam mô A Di Đà Phật.
nhau.